Không sinh tâm chấp trước mà ngài vẫn dùng diệu hạnh thanh tịnh để trang nghiêm cõi nước chư Phật trong mười phương, khiến cho cõi nước chư Phật trong mười phương càng thêm thù thắng vì diệu. 8. Tùy Bồ Tát đã biết pháp thân của chư Phật, bản tánh chẳng có thân tướng nhất định, nhưng ngài vẫn dùng 32 tướng tốt để trang nghiêm pháp thân của chư Phật. 9. Tùy Bồ Tát đã biết âm thanh của chư Phật vốn là tánh không vắng lặng, không thể dùng lời nói để hình dung biểu đạt, là lìa lời nói tướng, lìa tướng văn tự, lìa tâm duyên tướng, nhưng Bồ Tát vẫn tùy cảnh giới của tất cả chúng sinh phát ra đủ thứ âm thanh thanh tịnh khác nhau. 10. Tùy Bồ Tát minh bạch pháp của chư Phật, giác ngộ ba đời, bất quá là một niệm sinh khởi, nhưng ngài vẫn y nhiên tùy tâm ý minh bạch của chúng sinh để phân biệt. Trong sự đủ thứ hình tướng, đủ thứ thời gian, đủ thứ kiếp số, Bồ Tát phải tu đủ thứ pháp môn. Bồ Tát dùng 10 thứ phương tiện trí huệ vừa nói ở trên, khai phát trí huệ vô thượng thủ thắng nhất của ngài, tu hạnh Bồ Tát, hành Bồ Tát đạo, từ địa thứ 6 tiến vào địa thứ 7 rồi, như vậy đủ thứ pháp môn tu hành và cảnh giới thường hiện ở trong tâm ý của ngài, vĩnh viễn không bao giờ thối thất, đây gọi là trụ địa thứ 7, viễn hành địa, trụ nghĩa là không thối thất. Phật tử đại Bồ Tát trụ địa thứ 7 này rồi, và vô lượng cõi chúng sinh, và vô lượng thiện nghiệp giáo hóa chúng sinh của chư Phật, và vô lượng lưới thế giới, và vô lượng cõi nước thanh tịnh của chư Phật, và vô lượng đủ thứ pháp khác biệt, và vô lượng hiện giác trí của chư Phật, và vô lượng kiếp số, và vô lượng giác ngộ trí ba đời của chư Phật, và vô lượng tiên hiểu khác nhau của chúng sinh, và vô lượng đủ thứ thần danh sắc của chư Phật thị hiện, và vô lượng ước muốn các căn khác nhau của chúng sinh, và vô lượng lời nói âm thanh của chư Phật khiến cho chúng sinh hoan hỷ, và vô lượng đủ thứ tâm hành của chúng sinh, và vô lượng trí huệ hiểu biết rộng lớn của chư Phật, và vô lượng tin hiểu của thanh văn thừa, và vô lượng trí đạo của chư Phật nói khiến cho tin hiểu, và vô lượng sự thành tựu của bích chi Phật, và vô lượng môn trí huệ thâm sâu của chư Phật nói khiến cho thú nhập, và vô lượng phương tiện hạnh của các Bồ Tát, và vô lượng đại thừa tập thành sự của chư Phật nói khiến cho Bồ Tát được vào. Bồ Tát Kim Cang Tăng lại gọi một tiếng các vị đệ tử của Phật: đại Bồ Tát trụ địa thứ 7 rồi, ngài hay tùy tâm nguyện đi vào các cõi chúng sinh khác nhau, ngài lại hay vào trong thiện nghiệp của chư Phật giáo hóa trợ giúp Phật tế độ chúng sinh, ngài lại hay đi đến lưới các thế giới nhiều không thể đếm biết được để hành Bồ Tát đạo, ngài lại hay đi vào cõi nước thanh tịnh của chư Phật để gần gũi chư Phật không bị bất cứ trở ngại nào, ngài lại hay vào sâu vô lượng đủ thứ pháp hữu vi và pháp vô vi khác nhau, ngài lại hay vào vô lượng trí huệ của chư Phật thị hiện giác ngộ chúng sinh khiến cho chúng sinh sớm giác ngộ, ngài lại hay vào vô lượng kiếp thời gian dài ngắn khác nhau cùng nhau nhiếp nhập, cùng nhau vô tận, ngài lại hay vào vô lượng giác ngộ trí huệ ba đời của chư Phật, lại hay vào vô lượng sự tin hiểu khác nhau của chúng sinh vì ngài minh bạch căn tánh của chúng sinh, lại hay vào vô lượng các thứ thần danh sắc khác nhau của chư Phật thị hiện, lại hay vào vô lượng các thứ căn tánh khác nhau của chúng sinh kế hợp sự ưa muốn của họ, lại hay phát huy vô lượng lời lẽ âm thanh giống như chư Phật, thay thế chư Phật tuyên dương Phật pháp giáo hóa chúng sinh, làm cho chúng sinh hoan hỷ, ngài lại khéo biết vô lượng tâm lý của chúng sinh, tùy thời hòa với họ, làm ảnh hưởng họ, khiến cho họ không lầm vào đường tà, lại hay vào sâu vô lượng biển trí rộng lớn của chư Phật và biết rõ sử dụng, lại hay vào sâu trong vô lượng thanh văn thừa, tin sâu lý giải pháp môn bốn đế, lại hay vào sâu trong vô lượng trí đạo của chư Phật thuyết pháp, khiến cho chúng sinh sinh tâm tin hiểu, lại hay vào sâu vô lượng pháp môn 12 nhân duyên của bích chi Phật tu thành tựu quả vị A-la-hán, lại hay vào sâu vô lượng pháp môn trí huệ thâm sâu của chư Phật nói, khiến cho chúng sinh đều tiến vào được, lại hay vào sâu vô lượng pháp môn phương tiện của các Bồ Tát, lại hay vào sâu vô lượng lục độ vạn hạnh, pháp môn đại thừa của chư Phật nói mà thành Phật sự, khiến cho Bồ Tát cũng đều vào được pháp môn đại thừa viên dung vô ngại này. Bồ Tát này nghĩ như vậy, vô lượng cảnh giới Như Lai như vậy, cho đến trong ngàn ước na do thà kiếp cũng không biết hết được, tôi phải dùng tâm không phân biệt, không công dụng để thành tựu viên mãn. Phật tử Bồ Tát này dùng trí huệ thâm sâu quan sát như vậy, thường sinh tu tập phương tiện huệ, khởi đạo thủ thắng, an trụ bất động, không một niệm ngừng nghỉ phế bỏ, đi đứng nằm ngồi cho đến ngủ nghỉ, chưa từng tạm tương ưng với cái chướng, thường không hề bỏ tưởng niệm như vậy. Vị Bồ Tát trụ tại địa thứ 7 này suy ngẫm như vậy, cảnh giới của Phật nhiều không thể biết hết như vậy,
Dù có trải qua trăm ngàn ước na do tha kiếp, thời gian lâu dài cũng không cách chi biết được hết số mục chính xác. Hiện tại tôi phải dùng tâm ý tự tại, vô cùng dụng hạnh, nhậm vận tự tại, chẳng có sự phân biệt so đo để thành tựu viên mãn tất cả các pháp môn đó. Các vị đệ tử của Phật, vị Bồ Tát địa thứ bảy này lại dùng trí huệ thâm sâu của Ngài tu được quán giác như vậy, luôn luôn siêng năng tu tập phương tiện trí huệ, chẳng trụ nơi không có sở hành thủ thắng. Trong pháp đạo thủ thắng đó, an trụ tu hành, hiển quán thành tướng, oai nghi đi đứng, thân tướng chẳng động. Bồ Tát chẳng sinh tư tưởng một niệm giải đãi, càng không ngừng phế bỏ. Khi đi, khi dừng nghỉ, khi tĩnh tọa, khi ngủ nghỉ, thậm chí ở trong mộng, đều không quên những phải pháp đại thừa này. Dù ở trong chiêm bào cũng không có cái chướng, phiền não chướng để quấy nhiễu những Phật pháp đại thừa này. Vì Ngài chọn không quên Phật đạo thủ thắng, Bồ Tát này ở trong niệm niệm thường đầy đủ 10 ba la mật. Tại sao? Vì niệm niệm đều dùng đại bi làm đầu, tu hành Phật pháp hướng về trí huệ của Phật. Hết thảy căn lành vì cầu trí huệ của Phật mà bố thí cho chúng sinh, đó gọi là đản na ba la mật. Hay diệt tất cả các phiền não nóng bức, đó gọi là thi la ba la mật. Từ bi làm đầu không tổn hại chúng sinh, đó gọi là sàn đẻ ba la mật. Cầu thiện pháp thủ thắng không nhàm đủ, đó gọi là tỳ lê gia ba la mật. Nhật thiết trí đạo thường hiện ra ở trước, chưa từng tán loạn, đó gọi là thiền na ba la mật. Hay nhẫn các pháp không sinh không diệt, đó gọi là bát nhã ba la mật. Hay sinh ra vô lượng trí, đó gọi là phương tiện ba la mật. Hay cầu trí huệ vô thượng, đó là nguyện ba la mật. Tất cả dị luận và các chú ma không thể trở ngại phá hoại được, đó gọi là lực ba la mật. Như thật biết rõ tất cả pháp, đó gọi là trí ba la mật. Vị Bồ Tát này trụ địa thứ bảy, viễn hành địa, bất cứ lúc nào ở đâu trong tâm của Ngài, chẳng có một sát na nào quên mất 10 ba la mật. Tại sao? Vì Bồ Tát ở trong mỗi ý niệm đối với mọi người, đối với tất cả chúng sinh, đối với tất cả sự việc, Ngài đều dùng tâm đại bi làm bổn hoài. Do đó, Ngài sinh tu các thứ pháp môn, nghĩa là vì hướng về siêng cầu trí huệ của Phật. Một, Ngài tích tập đủ thứ căn lành công đức, cũng là vì cầu được trí huệ của Phật. Do đó, lại đem những trí huệ thủ thắng này bố thí cho chúng sinh, khiến cho chúng sinh cũng đắc được đại trí huệ vô thượng. Đây gọi là đản na ba la mật. Ba la mật nghĩa là đến bờ kia tức là bờ lìa sinh tử bên kia, chứng niết bàn bờ bên kia thành tựu Phật đạo, tức cũng nói đản na ba la mật, bố thí công đức, đạt đến không vô tướng vô nguyện, tam luân thể không, chẳng có chút thiếu khuyết nào nên đến được bờ bên kia, thành Phật đạo. Hai, trí huệ của Phật hay tiêu diệt bất cứ phiền não chấp trước, lừa giữ vô minh nào, nghĩa là nói công phu giữ giới đạt đến trình độ thành tịnh, chẳng có chút nhiễm ô nào thì sẽ đạt đến niết bàn bờ bên kia, thành tựu Phật đạo. 3. Dùng tâm từ bi làm đầu, không làm cho chúng sinh bị chút tổn hại nào, nghĩa là công đức nhẫn nhục tu đến giai đoạn viên mãn nhất, chẳng có chút khuyết điểm nào thì sẽ đạt đến bờ bên kia, thành tựu Phật đạo. 4. Siêng cầu tu học thiện pháp thủ thắng, chưa từng sinh tâm mỏi mệt và tâm tự mãn kiêu ngạo, nghĩa là tinh thần dũng mãnh, tinh tấn siêng cầu tu học, đã đến trình độ cao nhất, chứng được niết bàn bờ bên kia, thành tựu Phật đạo. 5. Hết thảy đạo trí huệ của Phật thường thường chỉ hiện ở trong tâm thức, vận dụng tự như tuyệt đối chẳng tán loạn hốt hoảng, nghĩa là công phu thiền định đạt đến trình độ cao nhất. Lúc đó định lực thâm hậu, trí huệ tự nhiên sinh ra, đạt đến bờ bên kia, thành tựu Phật đạo. 6. Thấu hiểu được đạo lý chân thật của các pháp thật tướng, không sinh không diệt, nghĩa là trí huệ đạt đến đỉnh cao nhất mà đến được bờ bên kia, thành tựu Phật đạo. 7. Sinh ra vô lượng phương tiện trí huệ khéo léo đối với vô lượng pháp thế gian, nghĩa là pháp môn phương tiện đại dụng phát huy được hiệu lực cao nhất, đạt đến bờ bên kia, thành tựu Phật đạo. 8. Biết siêng cầu Phật trí vô thượng, nghĩa là biểu hiện của nguyện lực đạt đến cực điểm, cũng có thể đến được bờ niết bàn bên kia, thành tựu Phật đạo. 9. Tất cả tà kiến dị luận ngoại đạo và các ma thầy đều không thể phá hoại được tâm kiên cố tu học Phật đạo của Bồ Tát, không thể lay động được ý chí của Ngài tu hành Bồ Tát đạo, nghĩa là tín tâm nguyện lực đã đạt đến bờ bên kia, thành tựu Phật đạo. 10. Như thật tướng hiểu rõ được đạo lý của tất cả các pháp dùng để giáo hóa chúng sinh, nghĩa là trí lực đã đến đỉnh điểm, chẳng có gì vượt qua được, tự đạt đến bờ bên kia, thành tựu Phật đạo. Bồ Tát tu học đạt đến địa thứ bảy, có thể ở trong một niệm đầy đủ 10 ba la mật, niệm niệm như vậy, đến đây mới được đầy đủ viên mãn. Phật tử 10 ba la mật này, Bồ Tát ở trong niệm niệm đều được đầy đủ,
Như vậy bốn pháp nhiếp, bốn pháp trì, 37 phẩm, ba môn giải thoát được nói cho đến tất cả pháp Bồ Đề phần ở trong niệm niệm thảy đều viên mãn. Bồ Tát Kim Cang Tạng lại gọi một tiếng các vị đệ tử của Phật. 13 la mật này, Bồ Tát ở trong mỗi niệm thảy đều đầy đủ viên mãn. Như bốn pháp nhiếp, Bồ Tát độ chúng sinh thường dùng bốn thứ phương pháp để nhiếp thọ chúng sinh: một, bố thí; hai, ái ngữ; ba, lợi hành; bốn, đồng sự. Bốn pháp trì còn gọi là bốn tổng trì: một, pháp tổng trì, còn gọi là văn tổng trì, nơi giáo pháp của Phật nghe giữ không quên; hai, nghĩa tổng trì, nơi nghĩa lý các pháp tổng trì không quên; ba, chú tổng trì. Bồ Tát nương định khởi chú, trì chú thần niệm hay trừ tai họa của chúng sinh; bốn, nhẫn tổng trì, thật trí của Bồ Tát hay nhẫn trì thật tướng của pháp mà không quên. 37 phẩm tức là 37 thứ phẩm danh của Phật đạo: 1. Bốn niệm xứ; 2. Bốn chánh cần; 3. Bốn như ý túc, còn gọi là bốn thần túc; 4. Năm căn; 5. Năm lực; 6. Bảy giác phần; 7. Ba chánh đạo, cộng lại là 37 phẩm. Ba môn giải thoát tức là: 1. Không giải thoát môn; 2. Vô tướng giải thoát môn; 3. Vô nguyện giải thoát môn. Đây chỉ là nói sơ lược mà thôi. Tóm lại, tất cả phải tu học pháp môn Bồ Đề giác đạo. Bồ Tát tại địa thứ 7 ở trong niệm niệm thầy đều xứng đáng tu học viên mãn đầy đủ. Bấy giờ Bồ Tát giải thoát nguyệt, hỏi Bồ Tát Kim Cang Tạng rằng: Phật tử, Bồ Tát chỉ ở trong địa thứ 7 này đầy đủ tất cả pháp Bồ Đề phần, hay là ở trong các địa cũng được đầy đủ? Bồ Tát Kim Cang Tạng nói: Phật tử, Bồ Tát ở trong thập địa đều đầy đủ pháp Bồ Đề phần, riêng địa thứ 7 thì thù thắng nhất. Tại sao? Vì địa thứ 7 này công dụng hạnh đã viên mãn, vào được hạnh trí huệ tự tại. Lúc đó Bồ Tát giải thoát nguyệt hỏi Bồ Tát Kim Cang Tạng: Đại đệ tử của Phật, Bồ Tát tu học pháp môn thập địa là trong địa thứ 7 mới đầy đủ tất cả pháp môn Bồ Đề giác đạo, hay là mỗi địa trong thập địa đều đầy đủ tất cả pháp môn Bồ Đề giác đạo? Bồ Tát Kim Cang Tạng đáp lại Bồ Tát giải thoát nguyệt rằng: Đại đệ tử của Phật, Bồ Tát tu học pháp môn thập địa, mỗi địa trong thập địa đều đầy đủ tất cả pháp môn Bồ Đề giác đạo, bất quá ở tại địa thứ 7 tu học được thù thắng nhất, viên mãn nhất. Tại sao? Vì các địa ở trước địa thứ 7 tu công đức và hạnh môn tuy nói đã viên mãn nhưng chưa chân chánh đắc được trí huệ tự tại, chỉ là đến tự phần đầy đủ. Đến địa thứ 7 tu công đức hạnh mãn có thể cầu chứng trí địa thứ 8 đắc được trí huệ tự tại. Phật tử, Bồ Tát ở tại sơ địa vì duyên tất cả Phật pháp nguyện cầu đầy đủ pháp Bồ Đề phần, vì địa thứ 2 lìa tầm cấu, vì địa thứ 3 nguyện lại tăng trưởng được pháp quang minh, vì địa thứ 4 nhập đạo, vì địa thứ 5 thuận việc làm thế gian, vì địa thứ 6 và pháp môn thâm sâu, vì địa thứ 7 khởi tất cả Phật pháp cũng đều đầy đủ pháp phần Bồ Đề. Tại sao? Vì Bồ Tát từ sơ địa cho đến địa thứ 7 thành tựu phần trí công dụng, do nhờ sức lực này, từ địa thứ 8 cho đến địa thứ 10 vô công dụng hạnh thầy đều thành tựu. Các vị đệ tử của Phật, Bồ Tát tu tập pháp môn thập địa, lúc ở trước tam địa thì đều y cứ vào thập thiện, tất cả pháp hữu lậu thế gian, bổn trước nguyện lực siêng cầu đạt đến viên mãn Bồ Đề giác đạo. Cho nên nói, sơ địa nguyện trung cụ, địa thứ 2 thì y trì vào giới hạnh thanh tịnh, địa tất cả nhiễm cấu mà viên mãn đầy đủ, nên nói nhị địa giới trung cụ. Địa thứ 3 thì nguyện lực tăng trưởng, nương trí huệ của Phật lợi ích chúng sinh, nên nói tam địa văn trung cụ. Địa thứ 2 và địa thứ 3 đem các pháp hữu lậu bổn trước trí huệ thông đạt đến pháp vô lậu xuất thế. Địa thứ 4 nương tam muội thanh tịnh được văn trì trí như thật hiện bày, huệ sáng tăng trưởng. Lúc đó Bồ Tát đã vào Phật đạo tu pháp môn xuất thế. Địa thứ 5 sao gọi là năng thắng địa? Vì các địa trước tùy được xuất thế mà chưa thể thuận thế, chân đế và tục đế vốn trái ngược với nhau, mà nay phải khiến cho nó tương ưng hòa hợp với nhau, nên địa này đã được phương tiện nhiếp Bồ Đề phần, có thể thuận những việc làm của thế gian. Địa thứ 6 thì đã viên mãn đầy đủ Bồ Đề giác đạo mà tiến vào pháp môn thâm sâu. Địa thứ 7 thì tu tập thế xuất thế gian thủ thắng, sinh ra tất cả Phật pháp. Hết thảy 37 đạo phẩm các pháp môn đã nói ở trước đều đã viên mãn đầy đủ bởi nguyên nhân gì? Vì Bồ Tát tu học pháp môn thập địa, từ sơ địa đến địa thứ 7, 6 địa trước đều thiền năng tu tập một thứ pháp môn, đến địa thứ 7 mới đầy đủ tất cả. Từ đó, từ sơ tích tập đến địa này thì đã thành tựu trí công dụng chân thật trí huệ. Có phần trí lực này rồi
thì tiến vào địa thứ 8 cho đến địa thứ 10 đều có thể nhậm vận tự tại, vô cùng dụng hạnh, do tự nhiên đều có thể thành tựu. Phật tử ví như có hai thế giới, một nơi tạp nhiễm, một nơi thuần tịnh. Ở giữa hai thế giới đó khó qua được, chỉ trừ Bồ Tát có đại phương tiện thần thông nguyện lực. Phật tử Bồ Tát các địa cũng là như vậy, có hạnh tạp nhiễm, có hạnh thành tịnh, ở giữa hai thế giới đó khó qua được, chỉ trừ Bồ Tát có đại nguyện lực, phương tiện trí huệ mới vượt qua được. Bồ Tát Kim Cang Tạng lại gọi một tiếng các vị đệ tử của Phật, ví như có hai thế giới, một thế giới có thanh tịnh, cũng có tạp uế nhiễm cấu hỗn hợp, và một thế giới thì thuần nhất thanh tịnh, không có chút tạp nhiễm nào. Ở giữa hai thế giới đó rất khó thông qua được, chỉ có Bồ Tát có đại phương tiện trí huệ, thần thông diệu dụng, đại nguyện lực xả mình vì người thì có thể đến đi tự tại. Các vị đệ tử của Phật, Bồ Tát tu tập pháp môn thập địa khi tiến vào mỗi địa cũng khó khăn như vậy, nghĩa là thế nào? Vì mỗi người đều có ai lại gia thức, trong đó hàm chứa những hạt giống tạp nhiễm nhiều đời nhiều kiếp, tức là gốc rễ cầu sanh ngã chấp. Từ sơ địa đến địa thứ 7 phá được cầu sanh ngã chấp rồi, chuyển tàng thức thành đại viên cảnh trí, trở thành thanh tịnh thức, nhưng vẫn còn một phần hạt giống cầu sanh khó dứt, cho nên nói khó qua được. Ý nghĩa ở giữa hai thế giới là à lại gia thức này nhiễm tịnh, hai thứ hòa hợp. Hiện tại ở tại địa thứ 7 phải phá tướng cầu sanh hòa hợp này, đoạn tuyệt hết sạch, rất là khó khăn nhất. Chỉ có Bồ Tát có đại nguyện lực rất lớn, có phương tiện trí huệ thủ thắng, mới có thể an nhiên vượt qua tiến vào các địa sau. Bồ Tát Giải Thoát Nguyệt nói, Phật tử, Bồ Tát thất địa này là nhiễm hạnh hay là tịnh hạnh? Bồ Tát Giải Thoát Nguyệt hỏi Bồ Tát Kim Cang Tạng rằng, đại đệ tử của Phật, Bồ Tát thất địa là nhiễm hạnh hay là tịnh hạnh? Bồ Tát Kim Cang Tạng nói, Phật tử, từ sơ địa đến thất địa thực hành các hạnh được xả lìa nghiệp phiền não vì đem hồi hướng vô thượng Bồ Đề, vì được phần đạo bình đẳng nhưng chưa được gọi là hạnh siêu phiền não. Bồ Tát Kim Cang Tạng trả lời Bồ Tát Giải Thoát Nguyệt nói, Phật tử, Bồ Tát tu học pháp môn thập địa, từ sơ địa đến thất địa, trong quá trình này các ngài tu học các thứ pháp môn cùng với tư tưởng hành vi của các ngài đều đã lìa khỏi tất cả hạnh nghiệp phiền não, đủ thứ hạnh nghiệp tu tích tập đều đem hồi hướng vô thượng Bồ Đề giác đạo, vì tông chỉ chủ yếu thành tựu tịnh hạnh nhưng chưa được tịnh vị, vì hồi hướng mà được phần bình đẳng Phật đạo, được tịnh danh mà chẳng phải là tịnh vị. Đây là nói đang muốn đoạn một phần trùng tử cầu sanh mà chưa có thể hoàn toàn đoạn hết, cho nên không thể nói là siêu phiền não vì vẫn chưa cầu được thuần tịnh. Phật tử ví như chuyển luân thánh vương cưỡi voi trời báu du hành bốn thiên hạ, biết có người bẩn cùng khốn khổ mà không bị hoạn nạn của những người đó làm nhiễm nhưng chưa gọi là bậc siêu nhân. Nếu bỏ thân vua, sinh về trời phạm thế, ngự cung điện trời, thấy ngàn thế giới, du hành ngàn thế giới, thị hiện phạm thiên, quang minh oai đức, như vậy mới gọi là bậc siêu nhân. Bồ Tát Kim Cang Tạng lại gọi một tiếng các vị đệ tử của Phật, hiện tại tôi đưa ra một ví dụ. Chuyển luân thánh vương ngồi trên voi báu, tuần du đông tây nam bắc bốn thiên hạ tất cả thế giới, nhìn thấy có rất nhiều người bần cùng khốn khổ nhưng vua chẳng bị nhiễm những tình huống khốn khổ đó, mà chuyển biến những cảnh ngộ của những người bần cùng khốn khổ đó. Vì vua chuyển luân chưa đắc được sức lực siêu nhân, vua vẫn là một con người. Giả như vua chuyển luân xả bỏ thân người đó mà sinh về trời Phạm Thiên làm Phạm Thiên Vương, ngự ở cung điện Phạm Vương, thì nhìn thấy được ngàn thế giới, du hành ngàn thế giới, cũng hiện thân Phạm Vương quang minh thần thông quyền năng oai đức, giải cứu được hoàn cảnh của những người bần cùng khốn khổ đó, đây mới có thể nói là sức lực hơn người. Phật tử, Bồ Tát cũng là như vậy, ban đầu từ sơ địa đến thất địa, ngồi ba la mật thừa du hành thế gian, biết các thế gian phiền não lỗi lầm hoạn nạn, do ngồi thừa chánh đạo nên không bị phiền não lỗi lầm làm nhiễm, nhưng chưa gọi là siêu hạnh phiền não. Nếu bỏ tất cả hữu công dụng hạnh, từ địa thứ 7 vào địa thứ 8, ngồi thừa Bồ Tát thanh tịnh du hành thế gian, biết phiền não lỗi lầm mà chẳng bị nhiễm, đó mới gọi là siêu hạnh phiền não vì vượt qua được hết tất cả. Bồ Tát Kim Cang Tạng lại gọi một tiếng các vị đệ tử của Phật. Bồ Tát tu học pháp môn thập địa cũng giống như đạo lý ví dụ ở trên. Từ lúc ban đầu phát tâm tu học địa thứ nhất, hoàn hỷ địa, tuần tự dần dần tiến lên địa thứ 7, viễn hành địa, tích tập đủ thứ căn lành, siêng cầu tu tập các ba la mật, đắc được thần thông diệu dụng viên mãn của các ba la mật, ngồi đại thừa vô thượng trí huệ du hành thế gian, biết được
thấy được tất cả ưu bi khổ hạn của thế gian cùng với các thứ phiền não ràng buộc. Nhưng Bồ Tát đã hiểu tất cả nhân duyên nghiệp báo, có tư tưởng chánh đạo, trí huệ thủ thắng, cho nên chẳng bị ảnh hưởng những thứ phiền não lỗi lầm đó. Tuy nhiên có chánh kiến và định lực đó nhưng vẫn không thể nói là đã vượt qua nhiễm hạnh phiền não. Giả sử Bồ Tát có thể tiến tới mà xả bỏ công dụng, tư tưởng tất cả hữu tướng, ý chấp đoạn trừ một phần chủng tử cầu sanh cuối cùng, từ địa thứ 7 tiến vào địa thứ 8 thì lúc đó đã xả bỏ tư tưởng hữu công dụng, đắc được sự thành tựu của địa thứ 8, thành tịnh danh vị. Ngồi đại thừa thanh tịnh này du hành thế gian, thấy biết phiền não lỗi lầm mà chẳng bị nhiễm, đó mới có thể chân chánh nói là đã vượt qua hạnh nghiệp phiền não. Vì Bồ Tát lúc này đã xả bỏ triệt để hết tất cả hữu tướng và ý chấp, được pháp hỷ chân thật, nhậm vận tự tại. Phật tử Bồ Tát địa thứ 7 này đã vượt qua hết nhiều tham dục và các thứ phiền não. Trụ ở địa này không gọi là bậc có phiền não, không gọi là bậc không phiền não. Tại sao? Vì tất cả phiền não không hiện hành nên chẳng gọi là có. Vì tâm cầu trí Như Lai chơi Việt Mã nên chẳng gọi là không. Bồ Tát Kim Cang Tạng lại gọi một tiếng các vị đệ tử của Phật. Vị Bồ Tát này đang tu tập địa thứ 7, Ngài đã vượt qua tất cả niệm tham dục và hết thảy tất cả phiền não vô vị, thậm chí tâm cầu thành quả vị Phật đều không tồn tại. Đối với tất cả khổ não thế gian cũng nhàm chán vô sở vị, cũng chẳng chấp không, cũng chẳng chấp có. Những thứ đó đối với Ngài đều đưa đến phiền não, cho nên nói Ngài đã vượt qua hết các thứ tham dục và phiền não. Giai đoạn trụ ở địa thứ 7 này không thể nói là không có phiền não. Tại sao? Vì tất cả phiền não không dễ gì hiển hiện. Bồ Tát này thường quán chiếu bên trong cho nên nói không gọi người có phiền não. Nhưng Ngài tu tích tập đủ thứ cần lành công đức, vẫn không để khỏi hữu công dụng hạnh. Công dụng tức là phiền não, vì tâm cầu trí huệ của Phật cũng chưa được đầy đủ, cho nên không thể nói là người không có phiền não. Phật tử, Bồ Tát trụ tại địa thứ 7, dùng tâm thanh tịnh, thành tựu nghiệp thân, thành tựu nghiệp lời, thành tựu nghiệp ý, hết thảy tất cả nghiệp đạo bất thiện mà Như Lai của trách đều đã bỏ lìa, tất cả nghiệp thiện mà Như Lai khen ngợi thường khéo tu hành. Bồ Tát Kim Cang Tạng lại gọi một tiếng các vị đệ tử của Phật. Khi Bồ Tát trụ tại địa thứ 7, Ngài ôm lòng thanh tịnh, thầm thiết một lòng cầu chứng quả Phật, thành tựu nghiệp thân thanh tịnh viên mãn, thanh tịnh nghiệp lời không nhiễm, thanh tịnh nghiệp ý như trăng sáng, hết thảy tất cả nghiệp ác bất thiện ô nhiễm, ba nghiệp và ba độc mà chư Phật cho là không tốt thì Bồ Tát thảy đều xả bỏ lìa xa. Còn tất cả ba nghiệp thiện và ba học phù lậu mà chư Phật khen ngợi thì Bồ Tát đều tinh tấn tu học, thường không nhàm mỏi. Hết thảy kinh thư kỹ thuật của thế gian như nói trong địa thứ 5 đều tự nhiên mà thực hành, không cần dụng công. Bồ Tát này ở trong 3000 đại thiên thế giới là minh sư, chỉ trừ Như Lai và bậc bát địa trở lên, ngoài ra các Bồ Tát khác thâm tâm diệu hạnh không ai bằng được. Trên thế gian hết thảy tất cả kinh luận học thuyết và các thứ kỹ xảo công nghệ mỹ thuật, Bồ Tát ở tại địa thứ 5 đã bát cổ, thông kim, thế trí biện thông, không cần phải hạ thủ công phu nữa. Tất cả tùy theo ý muốn của tâm tự nhiên thành tựu. Bồ Tát đang tu tập tại địa thứ 7. Ngài ở trong 3000 đại thiên thế giới là một vị minh sư có đại trí huệ. Ngoại trừ Đức Phật và Đại Bồ Tát bát địa trở lên, các Bồ Tát khác tùy có tâm thâm thiết trí thành khẩn thiết cầu Phật đạo và các thứ thần thông diệu dụng nhưng không bằng được. Các thiền tam muội, tam ma bát đề, thần thông giải thoát đều được hiện tiền, nhưng do tu thành chẳng phải như bát địa quả báo được thành tựu. Bồ Tát tại địa này ở trong niệm niệm tu tập đầy đủ phương tiện trí lực và tất cả pháp bồ đề phần cả thù thắng viên mãn. Các thiền tam muội, sơ thiền ly sinh hỷ lạc địa, nhị thiền định sinh hỷ lạc địa, tam thiền ly hỷ diệu lạc địa, tứ thiền giả niệm thành tịnh địa. Bốn giai đoạn thiền định này có không vô biên xứ định, thức vô biên xứ định, vô sở hữu xứ định, phi tưởng xứ định. Tại vô tưởng thiền định gọi là chính thứ địa định. Các thiền tam muội là nói chánh định chánh thọ của sơ thiền hoặc là nhị thiền, tam thiền, tứ thiền. Tam ma bát đề là nói chỉ quán có 5 thứ: 1. Bốn vô sắc, 2. Tám tháng xứ, 3. 10 biến xứ, 4. Diệt tận định, 5. Vô tưởng định. Thần thông giải thoát, một thứ sức lực thần thông không thể nghĩ bàn, để khỏi sự ràng buộc của vật chất mà tự tại, đắc được nghiệp dụng không chướng ngại. Những cảnh giới ở trên được như như định,
Như như huệ, đường liễu liễu quang minh trí huệ, tuy thời có thể hiển hiện mà sinh diệu dụng. Nhưng những cảnh giới này ở tại Bồ Tát địa thứ bảy đều là từ công phu tu hành mà thành tựu, chẳng phải giống như sau này Bồ Tát bát địa sinh ra có đủ, chẳng cần trải qua tu học thì có. Bồ Tát trước địa thứ bảy có thần thông thiền định vân vân, gọi là tu đắc thông. Bồ Tát bát địa về sau hết thảy thiền định thần thông vân vân, gọi là báo đắc thông. Vì ngài đã tu được đủ thứ hạnh môn, căn lành công đức đầy đủ viên mãn rồi, công phu tu hành chẳng lãng phí, một phần công phu thì có một phần thu hoạch. Tại Bồ Tát địa thứ bảy, giây phút đều không lãng phí, thâm tâm khẩn thiết tu tập các thứ pháp môn, khiến cho ngài đầy đủ phương tiện trí lực, tất cả pháp môn bồ đề giác đạo ngài hoàn toàn tu tập viên mãn thành tựu. Tuy nhiên như vậy ngài vẫn không giải đãi, cho nên ngày càng thù thắng viên mãn. Phật tử, Bồ Tát trụ điện này nhập vào Bồ Tát khéo quán chọn tam muội, khéo chọn nghĩa tam muội, tối thắng hệ tam muội, phân biệt nghĩa tạng tam muội, như thật phân biệt nghĩa tam muội, khéo trụ kiên cố căn tam muội, muốn trí huệ thần thông tam muội, pháp giới nghiệp tam muội, Như Lai thắng lợi tam muội, đủ thứ môn nghĩa tạng sinh tử niết bàn tam muội. Bồ Tát Kim Cang Tạng lại gọi một tiếng: các vị đệ tử của Phật, Bồ Tát trụ tại địa thứ bảy, ngài có thể nhập sâu vào Bồ Tát chánh định, khéo quan sát, khéo chọn, khéo biết thị đạo phi đạo. Chỉ cần một khi nhập vào trong định thì minh bạch những gì đúng, những gì không đúng, những gì hợp với thiện pháp, những gì chẳng hợp với thiện pháp. Ngài cũng khéo chọn nghĩa lý chánh quyết, biết xả bỏ nghĩa lý không chánh quyết, và tiến cầu chánh định tối thừa thắng, lại có thể phân biệt nghĩa lý trọng điểm ở tại nơi nào. Ngài biết phân biệt nghĩa lý chánh định, ngài khéo giữ căn lực thâm nhập chánh định. Chánh định có trí huệ, có thần thông, chánh định thiện nghiệp dung mãn pháp giới, chánh định Như Lai tối thủ thắng lợi ích chúng sinh, chánh định chánh thọ đủ thứ môn nghĩa lý bao hàm sinh tử niết bàn. Nhập vào đầy đủ trăm ngàn môn tam muội đại trí thần thông như vậy, tịnh trị địa này, Bồ Tát đó được tam muội này, vì khéo tịnh trị phương tiện huệ, vì sức đại bi, vượt qua bậc nhị thừa, được bậc quan sát trí huệ. Bồ Tát thâm nhập vào đầy đủ trăm ngàn thứ môn tam muội đại trí thần thông như ở trước đã nói. Khi ở địa thứ bảy này muốn tiến vào địa thứ tám thì lúc này tất cả đều tu tập viên mãn. Bồ Tát địa thứ bảy đắc được những tam muội ở trên là vì ngài khéo tịnh trị đại phương tiện trí huệ, vì dùng sức đại bi làm đầu. Bồ Tát địa thứ bảy đã vượt qua địa vị nhị thừa thành phần tuyên giác, đã đến được giai đoạn quán sát trí huệ, đã vào biển trí huệ của Phật. Bậc trí huệ tức chỉ nhập vào bát địa vô cùng dụng trí. Phật tử, Bồ Tát trụ địa này khéo tịnh vô lượng thần nghiệp vô tướng hại, khéo tịnh vô lượng lời nghiệp vô tướng hại, khéo tịnh vô lượng ý nghiệp vô tướng hại, nên được vô sinh pháp nhẫn quảng minh. Bồ Tát Kim Cang Tạng lại gọi một tiếng: các vị đệ tử của Phật, Bồ Tát địa thứ bảy đạt đến quả vị này, ngài khéo thanh tịnh vô lượng thần nghiệp vô tướng hại, ngài lại khéo thanh tịnh vô lượng lời nghiệp vô tướng hại, ngài lại khéo thanh tịnh vô lượng ý nghiệp vô tướng hạnh. Bồ Tát nhị thừa tuy cũng đạt đến ba nghiệp thanh tịnh nhưng chưa được vô lượng. Ý nghĩa khéo tịnh là nói thất địa Bồ Tát tu phương tiện hạnh môn đã đầy đủ, do đó Bồ Tát chứng được hạnh môn vô sinh pháp nhẫn, không thấy chút pháp sinh, không thấy chút pháp diệt, quang minh trí huệ hiện tiền, là những điều Bồ Tát thất địa chưa từng chứng được. Bồ Tát Giải Thoát Nguyệt nói: Phật tử, Bồ Tát từ sơ địa đến bậc này, hết thảy vô lượng thân lời ý nghiệp đã vượt qua hàng nhị thừa chưa? Bồ Tát Giải Thoát Nguyệt nghe những lời trên rồi bèn hỏi Bồ Tát Kim Cang Tạng rằng: Phật tử, Bồ Tát tu tập pháp môn thập địa, từ sơ địa đến địa thứ bảy, ba nghiệp của ngài đã vượt qua hàng nhị thừa chưa? Bồ Tát Kim Cang Tạng nói: Phật tử, các bậc này đều đã vượt qua, nhưng vì nhờ nguyện cầu các Phật pháp chứ chẳng phải là tự trí lực quán sát. Này địa thứ bảy do tự trí lực nên tất cả hàng nhị thừa không sao bằng được. Ví như vương tử sinh vào trong nhà vua, do hoàng hậu sinh ra đầy đủ vương tướng, sinh ra rồi biến hơn hẳn tất cả chúng thần, nhưng nhờ sức lực của vua chứ chẳng phải tự lực. Nếu thần trưởng thành lớn lên, nghề nghiệp thành tựu thì mới nhờ vào tự lực hơn hẳn tất cả. Đại Bồ Tát cũng lại như thế, lúc ban đầu phát tâm vì nhờ trí cầu đại pháp nên vượt qua tất cả hàng thanh văn truyền giác. Này trụ ở điện này, nhờ tự mình tu hành trí huệ lực nên vượt lên trên tất cả hàng nhị thừa. Bồ Tát Kim Cang Tạng trả lời Bồ Tát Giải Thoát Nguyệt nói: Phật tử không sai, Bồ Tát tu tập pháp môn thập địa, ba nghiệp của các ngài đều đã vượt qua hàng nhị thừa.
Bồ Tát trước địa thứ bảy, ba nghiệp các ngài thanh tịnh là nhờ nguyện lực siêng cầu tu tập pháp môn của chư Phật mà đắc được ba nghiệp thanh tịnh, chứ chẳng phải là do trí huệ vốn có và sức lực quán sát của chính mình mà được. Chỉ là do nguyện lực, hiện tại Bồ Tát địa thứ bảy và hàng nhị thừa khác nhau là ngài tự tu được do trí huệ quán sát của mình, hết thảy trí huệ và định lực của hàng nhị thừa đều không bằng Bồ Tát địa thứ bảy. Hiện tại đưa ra một ví dụ, ví như thái tử của vua, ngài sinh vào trong nhà vua do chánh cung hoàng hậu đệ nhất phu nhân sinh ra. Khi sinh ra rồi thì đầy đủ tướng của vua, một khi sinh ra thì hơn hẳn các vị đại thần trong triều, đây chẳng phải là do sức lực tự thân, chỉ bất quá là vì cha của ngài làm vua, do đó thân phận của ngài hơn hẳn người khác. Đợi đến lúc ngài trưởng thành lớn lên rồi, học thức và năng lực của ngài, lục nghệ, lễ, nhạc, xạ, ngự, thư, số đều tinh thông hết, nghề nghiệp năng lực của ngài hơn hẳn mọi người, thì chẳng còn nương tựa vào quyền thế của vua cha mà hơn hẳn mọi người. Đại Bồ Tát tu hành Bồ Tát Đạo, tích tụ đủ thứ căn lành cũng giống như vậy. Một khi ngài bắt đầu phát đại tâm, nhờ trí nguyện của ngài siêng cầu vô thượng đại pháp nên hơn hẳn tất cả hàng nhị thừa thanh văn và duyên giác. Hà huống là hiện tại đã trụ địa thứ bảy, nhờ chính ngài tu hành đắc được trí huệ lực, do đó mà vượt lên trên hàng nhị thừa, đó đều là do sức lực của chính mình, chứ chẳng phải nhờ sức lực của người khác mà vượt lên trên tất cả hàng nhị thừa. Phật tử Bồ Tát ở điện này được cảnh giới thâm sâu xả lìa vô hành, thường hành thân loài ý nghiệp siêng cầu thượng đạo mà không xả lìa, cho nên Bồ Tát tùy hành thật tế mà không tác chứng. Bồ Tát Kim Cang Tạng lại gọi một tiếng các vị đệ tử của Phật, Bồ Tát đang tu học, trụ tại địa thứ bảy, đạt đến được cảnh giới thâm sâu không dễ gì dò biết được, đã xa lìa tất cả nhiễm ô và hết thảy chướng cái quá khứ. Ngài thường biểu hiện nơi thần là ý nghiệp, xin cầu Phật đạo vô thượng mà chưa từng xả bỏ sự tinh tấn. Bồ Tát tuy đã thật chứng được pháp môn vô tướng nhưng Ngài chẳng tự nhận đã đoạn phiền não hoặc chưa đoạn phiền não, chỉ ở giữa hai giai đoạn này. Bồ Tát Giải Thoát Nguyệt nói, Phật tử, Bồ Tát từ địa nào chứng nhập được diệt tận định? Bồ Tát Giải Thoát Nguyệt hỏi Bồ Tát Kim Cang Tạng, đại đệ tử của Phật, Bồ Tát tu pháp môn thập địa, từ địa nào bắt đầu mới có thể nhập vào diệt tận định? Bồ Tát Kim Cang Tạng nói, Phật tử, Bồ Tát từ địa thứ 6 trở lên có thể nhập diệt tận định. Này, trụ địa này có thể niệm niệm nhập, cũng niệm niệm khởi mà chẳng tác chứng, nên Bồ Tát này gọi là thành tựu thân là ý nghiệp không thể nghĩ bàn, tu hành nơi thật tế mà chẳng tác chứng. Ví như có người ngồi thuyền đi vào biển, nhờ sức khéo léo chẳng gặp tai nạn, Bồ Tát điện này cũng lại như vậy. Ngồi thuyền Ba La Mật đi vào biển thật tế, vì nhờ nguyện lực nên chẳng chứng diệt. Bồ Tát Kim Cang Tạng trả lời Bồ Tát Giải Thoát Nguyệt, đệ tử của Phật, Bồ Tát tu tập pháp môn thập địa, từ địa thứ 6 thì có thể nhập vào diệt tận định, bất quá chưa có thể niệm niệm nhập vào. Này, trụ ở địa thứ 7 này, niệm niệm có thể nhập vào diệt tận định, niệm niệm khởi diệt tận định, tức khiến cho không khởi nơi diệt tận định, cũng có thể hiện oai nghi của ba nghiệp. Nhưng Bồ Tát trụ địa thứ 7, Ngài cũng chẳng nói tôi có thể niệm niệm nhập vào diệt tận định, hoặc nói tôi không thể niệm niệm nhập vào và khởi diệt tận định. Vì Bồ Tát địa thứ 7 được gọi là Bồ Tát thành tựu thân là ý ba nghiệp không thể nghĩ bàn. Tuy Ngài thành tựu như vậy, vẫn siêng tu tinh tấn, thiết thật tu hành, chẳng bao giờ nghĩ mình đã đến được cảnh giới nào đó hoặc quả vị gì đó. Ví như có người ngồi thuyền vào biển cả, vì có năng lực tri thức về hàng hải cho nên không sợ sóng to gió lớn trong biển cả. Người đó vận dụng trí năng hàng hải của mình thì sẽ không bị tai nạn nguy hiểm. Bồ Tát địa thứ 7, Ngài đã có căn lành công đức. Và cũng giống như người lái thuyền, Bồ Tát ngồi thuyền trí huệ, đi vào trong biển trí của Phật hướng về bờ Niết Bàn bên kia. Vì Bồ Tát nhờ nguyện lực thuở xưa đã phát, tuy nhiên được các pháp môn thật tế diệu dụng, vì độ chúng sinh nên Ngài chẳng chứng nhập Niết Bàn. Phật tử, Bồ Tát này được tam muội trí lực như vậy, dùng đại phương tiện tùy thị hiện sinh tử mà luôn trụ Niết Bàn, tùy quyến thuộc vây quanh mà thường ưa thích xa lìa, tùy dùng nguyện lực thọ sinh trong ba cõi mà chẳng bị pháp thế gian làm ô nhiễm, tùy dùng sức phương tiện thường tịch diệt mà vẫn cháy hực, tùy đốt mà chẳng cháy, tùy thuận trí Phật mà thị hiện vào bậc thanh văn bích chi Phật, tuy được cảnh giới tạng của Phật mà thị hiện trụ cảnh giới ma, tùy vượt khỏi đường ma mà hiện thực hành pháp ma, tuy thị hiện đồng hành với ngoại đạo mà chẳng xả bỏ Phật pháp, tùy thị hiện tùy thuận tất cả thế gian mà thường tu hành tất cả pháp xuất thế gian,
Hết thảy tất cả việc trang nghiêm vượt qua tất cả trời rồng dạ xoa kêu bàn trả Atula Kalola Khẩn Na La Ma Hổ La Già người và chẳng phải người Đế Thích Phạm Vương Tứ Thiên Vương vân vân mà chẳng xả bỏ tâm ưa thích Phật pháp. Bồ Tát Kim Cang Tạng lại gọi một tiếng các vị đệ tử của Phật. Bồ Tát đang tu học pháp môn địa thứ bảy đắc được tam muội trí lực mà chẳng tác chứng, đã nhiếp lấy vô trước vô ý cho nên thành tựu đại phương tiện trí huệ. Bồ Tát dùng sức đại phương tiện tự tại diệu dụng này tuy thị hiện sinh tử mà chẳng bị nhiễm sinh tử, vì ngài sớm đã giải thoát khỏi sinh tử, hà huống là tâm niệm của ngài thường ở trong cảnh giới niết bàn tịch tĩnh, chẳng vào biển sinh tử thì chẳng thể đắc được phước đức như Phật. Mặc dù Bồ Tát thị hiện sinh tử, tuy nhiên có lục thần quyến thuộc, vợ con nô bộc, những người đó thường vây quanh ngài, nhưng ngài luôn tu phạm hạnh, cho nên ngài thường ưa thích xa lìa tất cả lục thân quyến thuộc. Tùy Bồ Tát phát nguyện đào giá từ thuyền để vào trong ba cõi thọ sinh, nhưng ngài chẳng tham luyến vinh hoa phú quý của thế gian, cũng chẳng bị những pháp thế gian bất tịnh làm nhiễm ô. Tùy Bồ Tát thường ở trong sự tịch diệt chẳng động, nhưng ngài vẫn dùng trí lực phương tiện khéo léo tùy duyên độ chúng, giống như một hầm lửa lớn, nhìn thấy thì lửa mạnh cháy hừng hực nhưng không thể nào tạo thành tai hại. Tùy Bồ Tát đã có trí huệ của Phật, nhưng ngài vẫn thực hiện thân vào hàng nhị thừa thanh văn duyên giác, dùng phương pháp lợi hành đồng sự để chuyển hàng nhị thừa phát tâm hồi tiểu hướng đại, khiến cho họ phát tâm đại bồ đề đi vào biển trí huệ của Phật. Tùy Bồ Tát đã đạt đến cảnh giới thần thông của Phật mà ngài hay thị hiện trụ nơi cảnh giới ma, nhưng ngài không tùy thuận chúng ma làm trái với Phật pháp, bất quá nhờ đó mà độ ngoại đạo. Tông thú ngài tu hành vẫn là nương vào lời dạy của Phật, chưa từng xả bỏ giác đạo tối thượng của Phật. Do đó có câu ngoại hiện ma đạo thân, nội mật Bồ Tát hạnh, nghĩa là bên ngoài hiện thân ma, bên trong hành Bồ Tát đạo. Tùy Bồ Tát thị hiện các thứ thân, tùy thuận pháp thế gian để dẫn dắt giáo hóa họ, nhưng oai nghi biểu hiện của ngài cùng với phương diện thân lời ý nghiệp mà nghiêm trì tịnh hạnh, thường tu tập giới định huệ ba học xuất thế gian, chẳng có điều gì mà chẳng phải pháp môn xuất thế thành tịnh vô thượng. Bồ Tát dùng đủ thứ căn lành công đức của ngài tu tập để trang nghiêm cõi nước chư Phật, hơn hẳn hết thảy sự trang nghiêm của trời rồng và tám bộ chúng, Đế Thích Phạm Vương, Tứ Thiên Vương vân vân. Tuy như vậy nhưng ngài chẳng xả bỏ thâm tâm ưa thích Phật pháp. Phật tử, Bồ Tát thành tựu trí huệ như vậy, trụ viễn hành địa, vì nhờ nguyện lực nên được thấy nhiều vị Phật, thấy được nhiều trăm vị Phật, cho đến thấy được nhiều trăm ngàn ước na do thả vị Phật. Ở chỗ các đức Phật đó dùng tâm rộng lớn, tâm tăng thắng, cúng dường cung kính, tôn trọng khen ngợi, y phục thức ăn uống, tọa cụ thuốc thang, tất cả đồ tư sanh đều dâng lên cúng dường, cũng cúng dường tất cả tăng chúng, đem căn lành đó hồi hướng về vô thượng chánh đẳng chánh giác. Bồ Tát Kim Cang Tạng lại gọi một tiếng các vị đệ tử của Phật. Bồ Tát địa thứ bảy tu hành Bồ Tát đạo, tích tụ đủ thứ căn lành, ngài trụ ở địa thứ bảy viễn hành địa, ngài thành tựu trí huệ thủ thắng như đã nói ở trước, nhờ nguyện lực mà ngài đã phát ra trong quá khứ, do đó mà nay thấy được rất nhiều vị Phật, thấy được nhiều trăm vị Phật, thậm chí thấy được mười phương ba đời trăm ngàn ước na do thà vị Phật. Ở trong cõi của các vị Phật đó dùng chân tâm rộng lớn vô biên, tâm tăng thắng trí thành vô thượng, cúng dường chư Phật, cung kính chư Phật, tôn trọng chư Phật, khen ngợi chư Phật, lại đem y phục thức ăn uống thượng hạng, tọa cụ thuốc thang vân vân và những vật dùng hàng ngày đem dâng lên cúng dường chư Phật, cũng bố thí cho những chúng sinh khác, đồng thời cũng cúng dường các vị hiền thánh tăng, ngài đem tất cả căn lành công đức đó hồi hướng về Phật đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác. Lại ở chỗ các đức Phật cung kính nghe pháp, nghe rồi thọ trì, đắc được như thật tam muội trí huệ quang minh, tùy thuận tu hành. Ở chỗ các đức Phật đó thọ trì chánh pháp, thường được Như Lai hoan hỷ khen ngợi, hết thảy tất cả vấn nạn của hàng nhị thừa đều không thua khuất phục được. Lại ở chỗ đạo tràng của chư Phật cung kính nghe Phật thuyết pháp, nghe rồi thì nhất định thọ trì phụng hành, do đó đắc được chân thật chánh định chánh huệ, trí huệ quang minh càng thêm sáng tịnh, tùy thuận pháp môn của chư Phật nói, dụng công tu hành. Ngài ở tại đạo tràng của chư Phật, ủng hộ chánh pháp của chư Phật, biểu hiện chân thành của Bồ Tát như vậy, cho nên luôn luôn được chư Phật khen ngợi và hoan hỷ. Hết thảy những vấn nạn của hàng nhị thừa thường gặp trong Phật pháp, xin thỉnh giáo vấn nạn với ngài. Ngài đều vì họ giải thích rất rõ ràng và xiển dương chân lý đại thừa, tuyệt đối không bị thua khuất phục được. Lợi ích chúng sinh pháp nhẫn thanh tịnh,
Như vậy trải qua vô lượng trăm ngàn ước na do thà kiếp, hết thảy căn lành càng thêm tăng trưởng thủ thắng. Bồ Tát chuyên cần tu học Phật đạo cố nhiên có ích cho tự thân, nhưng Bồ Tát phát tâm đại tâm đại nguyện không để khỏi chúng sinh mà làm lợi ích cho chúng sinh, giáo hóa chúng sinh thấu đạt chân lý, diệt mình Phật pháp, biết nhân duyên ba đời, suy ngẫm các pháp duyên khởi, ngộ được chân lý vô sinh pháp nhẫn, xa lìa nhiễm ô thanh tịnh thức điển, thì trí huệ tự nhiên sinh ra. Bồ Tát siêng năng tu hành như vậy, trải qua vô lượng số na do thà kiếp, ngài tu tập đủ thứ căn lành, theo thời gian kiếp số càng thêm viên mãn, càng thêm thủ thắng. Ví như vàng thật dùng các thứ báu đẹp xen vào trang nghiêm thì càng thêm thủ thắng, càng thêm sáng lạn. Các đồ trang nghiêm khác không thể bằng được. Bồ Tát trụ địa thứ bảy này hết thảy căn lành cũng lại như vậy, dùng sức phương tiện huệ càng thêm sáng tịnh, chẳng phải hàng nhị thừa bằng được. Ví như một miếng vàng thật nếu làm thành một thứ đồ trang sức xen vào rất nhiều các thứ đá quý đủ màu sắc thì ánh sáng sẽ chói mắt, càng đẹp thêm vạn phần. Các đồ trang sức khác không sao sánh kịp được. Bồ Tát trụ địa thứ bảy tu học, hết thảy căn lành của ngài cũng giống như vàng thật. Do công phu tu hành của Bồ Tát trải qua số kiếp, khiến cho ngài tu được sức phương tiện trí huệ, nhậm vận tự tại, diệu dụng vô cùng. Khi đến viễn hành địa này, thì càng quang minh thành tịnh, chẳng phải hàng nhị thừa thanh văn duyên giác so sánh bằng được. Phật tử ví như ánh sáng mặt trời, ánh sáng của mặt trăng, sao đều không bằng được. Những chỗ buồn lầy của mặt đất cõi Diêm Phù Đề, ánh sáng mặt trời đều làm cho khô ráo. Bồ Tát viễn hành địa này cũng là như vậy, tất cả hàng nhị thừa không thể bằng được. Bồ Tát đều làm cho khô ráo buồn lầy các hoặc của tất cả chúng sinh. Bồ Tát Kim Cang Tạng lại gọi một tiếng các vị đệ tử của Phật, ví như ánh sáng mặt trời, những ánh sáng của các tinh tú khác và ánh sáng của mặt trăng đều không bằng được. Trong thế giới ta bà của cõi Nam Diêm Phù Đề, hết thảy chỗ buồn lầy, ánh sáng của mặt trời đều có thể làm khô ráo. Bồ Tát tại địa thứ bảy viễn hành địa cũng thủ thắng giống như ánh sáng mặt trời. Tất cả hàng nhị thừa thành văn duyên giác giống như ánh sáng của mặt trăng tinh tú, làm sao bằng thất địa Bồ Tát? Vì thất địa Bồ Tát hay giáo hóa chúng sinh, khiến cho chúng sinh khô ráo các hoặc nghiệp buồn lầy, những ác nghiệp nhiễm ô không thành tịnh trở thành nghiệp thiện thành tịnh. Bồ Tát này ở trong 10 ba la mật thiên nhiều về phương tiện ba la mật, còn các ba la mật kia chỉ tùy sức, tùy phần mà tu. Phật tử, đó là lược nói về địa thứ bảy viễn hành địa của Đại Bồ Tát. Bồ Tát đang tu học pháp môn địa thứ bảy, khi tu học 10 ba la mật, thì ngài chú trọng tu nhiều về phương tiện ba la mật. Còn 9 ba la mật kia chẳng phải là không tu, mà chỉ tùy sức của mình và duyên phận quyết định. Các vị đệ tử của Phật, những lời vừa sơ lược nói ở trên là quá trình và cảnh giới tu chứng địa thứ bảy viễn hành địa của Đại Bồ Tát. Bồ Tát trụ ở địa này phần nhiều làm tự tại thiên vương, khéo vì chúng sinh nói pháp chứng trí, khiến cho họ chứng nhập, làm tất cả các nghiệp bố thí, ái ngữ, lợi hành, đồng sự, như vậy đều không lìa niệm Phật, cho đến không lìa niệm đầy đủ trí nhất thiết chủng, nhất thiết trí. Khi Bồ Tát trụ nơi địa thứ bảy, nhờ căn lành công đức của ngài tu tập, đa số thị hiện thọ sanh làm đại tự tại thiên vương. Ngài khéo vì chúng sinh diễn nói pháp môn tu chứng trí huệ, khiến cho họ cũng chứng được trí huệ thủ thắng, dùng bố thí, ái ngữ, lợi hành, đồng sự, bốn pháp nhiếp thực hành tất cả nghiệp thiện độ sanh, giáo hóa chúng sinh, lìa ác tu thiện. Khi ngài tu những nghiệp thiện này, bất luận ở trong cảnh giới gì, trong tâm niệm của ngài cũng không lìa khỏi nghĩ tưởng đến ba đức của Phật, và cũng không lìa khỏi nghĩ nhớ đến tất cả Phật pháp và trí huệ tối cao trong nhất thiết trí huệ của Phật. Lại nghĩ như vậy, tôi phải ở trong tất cả chúng sinh làm thượng thủ, làm thắng, cho đến làm bậc y trì của nhất thiết trí. Nếu Bồ Tát này phát tâm truyền cần tinh tấn, thì trong khoảng một niệm đắc được trong ngàn ước na do tha tam muội, cho đến thị hiện trăm ngàn ước na do tha Bồ Tát dùng làm quyến thuộc. Nếu dùng nguyện lực thủ thắng của Bồ Tát, thì tự tại thị hiện hơn số trên đây, cho đến trăm ngàn ước na do tha kiếp không thể đếm biết được. Bấy giờ Bồ Tát Kim Cang Tạng muốn tuyên lại nghĩa trên mà nói kệ rằng: đạo đệ nhất nghĩa trí tam muội, lục địa tu hành tâm đầy đủ, lập tức thành tựu phương tiện huệ, Bồ Tát nhờ đây vào thất địa. Bồ Tát địa thứ bảy lại nghĩ như vậy: tôi phải ở trong tất cả chúng sinh làm lãnh tụ của họ, làm người lãnh đạo thủ thắng, thậm chí muốn làm một bậc y trì sư có trí huệ nhất trong tất cả những người có trí huệ, giống như Đức Phật, bậc thánh, ba đức viên mãn, hai hạnh vĩnh tuyệt,
Bồ Tát tu học pháp môn thất địa, phát đại tinh tấn, có thể ở trong một niệm đắc được trăm ngàn ước na do thà tam muội, chánh định chánh thọ, cho đến có thể thị hiện trăm ngàn ước na do thà Bồ Tát dùng làm quyến thuộc của ngài. Nếu dùng nguyện lực thủ thắng thì nhậm vận tự tại thị hiện càng nhiều hơn số vừa nói ở trên. Dù bạn dùng trong ngàn ước na do thà kiếp để tính đếm cũng không thể biết được số chính xác. Lúc đó Bồ Tát Kim Cang Tạng giảng xong nội dụng pháp môn địa thứ bảy viễn hành địa của Bồ Tát tu học, vì e rằng đại chúng pháp hội có chỗ không rõ ràng nên dùng phương pháp kệ tụng thuật lại lần nữa. Nội dung bài kệ như vậy: đệ nhất nghĩa đế, tức là đạo lý pháp xuất thế thủ thắng nhất. Bồ Tát tu học pháp môn xuất thế vô thượng thủ thắng nhất, thấu triệt đạo lý tối thượng, trí huệ tàng thắng, đắc được tam muội chân tu thật học. Khi ngài ở tại địa thứ sáu thì tu học viên mãn hạnh công đức, hạnh môn công đức đệ nhất nghĩa đế. Bấy giờ phương tiện huệ lập tức hiện tiền, trở thành diệu dụng độ chúng. Nhờ đó mà Bồ Tát rất thuận lợi tiến vào địa thứ bảy. Tuy rõ bà thoát khỏi từ bi, tuy đồng Như Lai siêng cúng dường, tuy quá nơi không tập phước đức, Bồ Tát nhờ đây lên thất địa. Bồ Tát địa thứ bảy tu học pháp môn ba giải thoát: không giải thoát môn, vô tướng giải thoát môn, vô nguyện giải thoát môn. Tuy nhiên ngài đã đạt đến tất cả đều không, không chấp, không đường tựa, nhưng vì cứu tất cả chúng sinh nơi khổ nạn, cho nên tâm từ bi hỷ xả không thể không được. Chẳng những chẳng không mà còn phát thêm đại tâm. Bồ Tát địa thứ bảy thành tựu cảnh giới công đức trí huệ, thần thông diệu dụng, biện tài gần bằng với Đức Phật. Tuy nhiên ngài có công hạnh như vậy, nhưng ngài vì vậy mà sinh tự hào, tâm cống cao, ngã mạn. Chẳng những không sinh tâm ngạo mạn mà còn dũng mãnh tinh tấn tu học thêm, siêng cúng dường chư Phật. Bồ Tát địa thứ bảy tuy khéo quán các pháp không tướng, nhưng ngài vẫn rộng tu thiện nghiệp, tích tập đủ thứ công đức để tăng trưởng căn lành phước đức. Khi Bồ Tát còn ở địa thứ sáu đã tu tập thiện nghiệp viên mãn, thành tựu thủ thắng, nhưng đến địa thứ bảy thì càng tăng thêm thủ thắng, càng quang minh hơn. Vì Bồ Tát chẳng có tâm nhàm mỏi, chẳng có tâm tự mãn, cho nên thuận lợi tự tại thăng đến địa thứ bảy, xa lìa ba cõi mà trang nghiêm, diệt trừ lửa hoặc mà khởi lửa, biết pháp không hai mà siêng tu, biết cõi đều không thích nghiêm độ. Bồ Tát tu pháp xuất thế quán ba cõi như nhà lửa, tuy nhiên sớm đã minh bạch xa lìa ba cõi, nhưng ngài vẫn siêng tu đủ thứ căn lành công đức để trang nghiêm ba cõi. Bồ Tát hay diệt trừ lửa vô minh phiền não hoặc nghiệp khổ mà sinh khởi lửa trí huệ. Bồ Tát biết pháp vốn là một pháp chẳng lập, pháp môn không hai, nhưng ngài vẫn chuyên cần làm đủ thứ nghiệp thiện. Bồ Tát sớm đã thấu đạt tất cả cõi nước đều là không, nhưng vẫn sinh tu lục độ vạn hạnh, ưa thích trang nghiêm các cõi nước chư Phật. Hiểu thần bất động đủ các tướng, thấu thanh tánh lìa khéo diễn nói, vào nơi một niệm sự khác biệt, bậc trí nhờ đây lên thất địa. Bồ Tát hiểu rõ pháp thân tịch nhiên bất động mà đầy đủ 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, nhưng ngài chẳng chấp vào nơi tướng, minh bạch âm thanh vốn lìa tánh mà không tự thể, nhưng ngài vẫn khéo lợi dụng âm thanh để diễn nói tất cả Phật pháp. Bồ Tát có thể ở trong một niệm minh bạch vạn thủ, vạn thủ lại quy về một niệm là lý, vạn thủ là sự, lý sự có sự khác biệt, minh bạch pháp môn sự lý không hai. Bồ Tát có trí huệ này liền thăng lên, tiến vào quả vị địa thứ bảy. Quan sát pháp này được thấu tỏ, rộng vì quần mê làm lợi ích, và cõi chúng sinh không bờ mé, Phật giáo hóa nghiệp cũng vô lượng. Bồ Tát quan sát các pháp, thấu rõ các pháp duyên khởi tánh không, do đó ngài khắp vì những chúng sinh mê mờ này làm đủ thứ công việc giáo hóa có lợi ích cho chúng sinh, dẫn dắt họ bỏ mê về với giác ngộ và sâu vô lượng vô biên cõi chúng sinh. Và giáo hóa chúng sinh không làm các điều ác, hãy làm các việc thiện, công việc nghiệp thiện này cũng vô lượng vô biên. Cõi nước các pháp với kiếp số hiểu dục tâm hành đều vào được, nói pháp ba thừa cũng vô hạn, như vậy giáo hóa các quần sanh. Cõi nước vô biên, các pháp cũng vô số, thời kiếp vô lượng, Bồ Tát đều biết như vậy, đều hiểu như vậy, minh bạch tâm ý của chúng sinh, minh bạch dục vọng của chúng sinh, minh bạch hành vi và ưa thích của chúng sinh. Bồ Tát đều có thể thâm nhập vào chúng sinh, hiểu rõ tâm ý dục lạc của chúng sinh. Đối với chúng sinh có thể quán cờ đầu giáo, ứng với căn tánh của chúng sinh, rộng nói pháp môn ba thừa, Phật thừa, Bồ Tát thừa, thành văn duyên giác thừa, dùng pháp môn ba thừa vô hạn lượng để giáo hóa hết thảy chúng sinh mê hoặc.
Bồ Tát siêng cầu đạo tối thắng, động nghỉ không bỏ phương tiện huệ, mỗi mỗi hồi hướng Phật Bồ Đề, niệm niệm thành tựu ba la mật. Tại sao Bồ Tát phải tu lục độ vạn hạnh, tại sao phải luôn luôn tinh tấn không lùi? Là vì siêng cầu Phật đạo tối thủ thắng, dù đi đứng nằm ngồi ngài cũng đều không xả bỏ, dùng phương tiện trí huệ Bồ Tát tu lục độ vạn hạnh, tích tập đủ thứ công đức, mỗi thứ đều hồi hướng về Phật, hồi hướng về Bồ Tát giác đạo, hồi hướng về chúng sinh, mỗi một niệm đều hướng về sự tu thành viên mãn pháp môn Bà La Mật. Phát tâm hồi hướng là bố thí, diệt hoặc là giới không hạ nhẫn, cầu thiện không nhàm là sách tấn, nơi đạo không động tức tu thiền. Phát tâm đem tất cả căn lành công đức tu tập đều hồi hướng về vô thượng pháp giới, đó là tu bố thí Bà La Mật, phá trừ được vô minh, không làm các điều ác, làm các việc lành, đó tức là diệt hoặc. Hay diệt hoặc không hạ chúng sinh, tức là trì giới, không làm hại những chúng sinh khác, tức là nhẫn nhục Bà La Mật. Cầu pháp lành tu thiện đạo mà không nhàm đủ, chuyên cần cầu Bồ Tát đạo, đó tức là tinh tấn, đồng thời phải khuyên mình không giải đãi. Tu hành Phật đạo sẽ đạt được trang bị cảnh giới làm lai truyền và được bậc bất động, đó tức là tu thiền định Bà La Mật. Nhẫn thọ vô sinh gọi bát nhã, hồi hướng phương tiện, mong cầu nguyện, không thể phá lực, khéo rõ trí, như vậy tất cả đều thành mãn. Không thấy có chút pháp sinh, cũng không thấy có chút pháp diệt. Minh bạch đạo lý tối cao đó, vô sinh pháp nhẫn, đó tức là bát nhã trí huệ, là trí huệ thủ thắng ở trong pháp xuất thế. Có thể dùng phương tiện trí huệ, vô công dụng hạnh, hồi hướng về vô thượng Bồ Đề, hồi hướng cho chúng sinh, như vậy vì cầu viên mãn, đại nguyện của chính mình đã phát, công hạnh tu hành của Bồ Tát đã đạt đến giai đoạn bậc bất động, chẳng có bất cứ sức lực gì có thể lay động phá hoại được tín nguyện của ngài, vì ngài đã tu được khéo thấu rõ nhất thiết trí lực vô thượng, đủ độ vạn hạnh như đã nói ở trước, phương tiện trí mười thứ ba la mật, hết thảy các pháp môn đều tu học viên mãn đầy đủ. Sở địa phàn duyên công đức đầy, nhị địa liệt cấu tam dứt tranh, tứ địa nhập đạo ngũ thuận hành, đệ lục vô sinh trí quang chiếu. Sở địa gọi là hoan hỷ địa, ý nghĩa hoan hỷ là nói Bồ Tát thành tựu công đức của ngài, tuy nói có mang chút tính chất miễn cưỡng mà không sao, rất tự nhiên, nhưng ngài vẫn rất hoan hỷ. Phan duyên là chỉ khi Bồ Tát tại sơ địa chuyên tu công đức càng nhiều càng tốt, gần như tham cầu, cho nên nói sơ địa Bồ Tát tu tập căn lành công đức viên mãn đầy đủ, đến địa thứ hai thì Bồ Tát biết không nên tham cầu công đức quá, ly cấu địa là lìa tất cả trần cấu, cũng lìa khỏi cấu tham cầu công đức này. Tam địa gọi là phát quang địa, vì lìa trừ tất cả cấu nên sinh ra trí huệ quang minh xuất thế, có đại trí huệ rồi thì tất cả tâm thắng phụ đều dứt hết, cho nên gọi là phát quang địa. Tứ địa gọi là diệm huệ địa, diệm huệ là hình dung trí huệ phóng ra quang minh đường ngọn, chiếu sáng tiến vào trí huệ Phật đạo. Ngũ địa gọi là nàng thắng địa, tức là thuận theo Phật đạo hành lục độ vạn hạnh độ khắp chúng sinh. Lục địa là hiện tiền địa, tu học pháp môn thâm sâu vô sinh pháp nhẫn, thành tựu pháp môn vô sinh rồi thì trí huệ quang minh sẽ hiện tiền. Thất trụ Bồ Đề công đức đầy, đủ thứ đại nguyện đều đầy đủ, nhờ đó vào được trong bát địa, tất cả việc làm đều thanh tịnh. Khi Bồ Tát tu học đến quả vị địa thứ bảy thì nhờ đủ thứ công đức Bồ Đề giác phần như đã nói ở trước, hết thảy đều viên mãn đầy đủ, cho nên gọi là viễn hạnh địa. Thuở xưa phát đủ thứ đại nguyện, khi đến địa thứ bảy thì cũng đều tu hành thành thục, viên mãn thành tựu. Vì được thành tựu như vậy mới có thể tiến vào địa thứ tám, an trụ bất động, tất cả việc làm đều thanh tịnh, tự tại, không còn bị phiền não quấy nhiễu nữa. Địa này khó qua trí mới khởi, ví như ở giữa hai thế giới, cũng như thánh vương không nhiễm trước, nhưng chưa gọi là tổng siêu độ. Từ địa thứ bảy tiến vào địa thứ tám, quá trình này rất khó khăn, vì một phần chủng tử câu sanh, chẳng có đại trí huệ thì không dễ gì dứt trừ. Do đó phải có phương tiện trí huệ thủ thắng mới có thể vượt qua. Ví như một thế giới thuần thanh tịnh, một thế giới tạp nhiễm chẳng thanh tịnh, ở giữa chẳng dễ gì vượt qua. Lại giống như chuyển luân thánh vương, tuy chẳng có mọi nhiễm ô chấp trước, có thể du hành bốn thiên hạ, có đại thế lực, nhưng vẫn không thể nói đã vượt qua được tất cả, vì vẫn còn là người nhân gian, chưa phải là địa vị siêu nhân. Nếu trụ trong đệ bát trí địa mới vượt qua được tâm cảnh giới như phạm thiên vương siêu nhân loại, như sen trong nước không nhiễm bùn,
Giả sử đã trụ ở trong địa thứ 8, đã đắc được phương tiện trí huệ vô công dụng, thì lúc đó mới có thể nói đã vượt qua cảnh giới, ngôn ngữ đạo đoạn, tâm hành xứ diệt, giống như Đại Phạm Thiên Vương du hành 3.000 đại thiên thế giới. Đây mới có thể nói là địa vị siêu nhân loại, lại giống như hoa sen tuy trồng ở trong nước, nhưng lên khỏi nước rồi mà chẳng dính nước, tuy là trồng ở trong bùn nhưng lớn lên rồi cũng không nhiễm bùn. Địa này tuy vượt qua các hoặc, chẳng gọi có hoặc, không có hoặc, nhờ không phiền não ở trong hành mà cầu Phật trí tâm chưa đủ. Bồ Tát địa thứ 7 tuy vượt qua những chúng sinh có vô minh phiền não, nhưng Ngài không thể nói là có phiền não hoặc nói là không có phiền não. Tại sao? Vì tuy không có phiền não hiện tiền, nhưng không thể nói tuyệt đối chẳng có phiền não. Tâm Bồ Tát cầu trí huệ của Phật chưa đầy đủ, chưa đầy đủ thì vẫn còn tham cầu. Có tâm tham cầu thì phiền não chưa thể dứt tuyệt. Cho nên nói, biết việc ít việc, phiền não ít, người đến vô cầu sẽ hết lo. Hết thảy các kỹ thuật thế gian, kinh thư tử luận đều thông hết. Thiền định tam muội và thần thông, như vậy tu hành đều thành tựu. Bồ Tát đối với hết thảy tất cả kỹ thuật nghề nghiệp thế gian, kinh điển thư tịch, từ ngữ luận nghị vân vân, thảy đều tinh thông thấu rõ. Tứ thiền bát định và đủ thứ tam muội lục thông 10 phương tiện đều tu hành thành tựu hết trong địa thứ 7. Bồ Tát tu thành đạo thất trụ, vượt qua tất cả hạnh nhị thừa, sơ địa nguyện thành đây do trí, ví như vương tử sức đầy đủ. Bồ Tát tu thành đạo nghiệp địa thứ 7 đã vượt qua các hạnh của hàng nhị thừa, thành văn duyên giác A-la-hán. Sơ địa là do nguyện lực mà thành tựu, địa thứ 7 là do trí lực mà thành tựu, như thái tử của vua một khi sinh ra thì đầy đủ điều kiện ông vua. Thành tựu thâm sâu mới tiến đạo, tâm tâm tịch diệt chẳng thủ chứng, ví như ngồi thuyền vào trong biển, ở nước chẳng bị nước đắm chìm. Bồ Tát địa thứ 7 tuy nhiên đã thành tựu đủ thứ pháp môn thâm sâu, nhưng Ngài vẫn tinh tấn tu đạo chưa từng giải đãi. Tâm của Ngài tuy đã tịch diệt, nhưng Ngài không gấp gáp cầu chứng quả Phật, ví như ngồi thuyền lớn đi vào trong biển cả, tuy ở trong nước nhưng nhờ sức của thuyền mà không bị nước đắm chìm, cũng không thể bị tai hại của nước. Đây là ví như Bồ Tát có đại trí huệ, đại nguyện lực ngồi thuyền bát nhã, dùng trí lái thuyền, phương tiện huệ hành công đức đủ, tất cả thế gian không rõ được, cúng dường nhiều Phật tâm ích sáng, như dùng báo đẹp trang nghiêm vàng. Dùng phương tiện trí huệ tu tập đủ thứ căn lành công đức, thuận ứng viên mãn đầy đủ, phàm phu tục tử trên thế gian không dễ gì hiểu rõ được trí huệ này. Bồ Tát cúng dường vô lượng chư Phật, tâm trí ngày càng tăng thêm thù thắng, trí huệ thông minh ngày càng sáng tịnh, đây cũng giống như dùng các báo đẹp để trang nghiêm vàng thật. Địa này trí Bồ Tát sáng nhất, như ánh mặt trời khô nước ái, làm chủ cõi trời tự tại, hóa đạo quần sinh tu chánh trí. Bồ Tát địa thứ 7 trí huệ quang minh nhất, giống như mặt trời phóng ra ánh sáng nóng gắt, có thể làm khô cạn nước ái dục của chúng sinh. Bồ Tát tại quả vị địa thứ 7 thường thị hiện thọ sinh làm thiên vương cõi trời đại tự tại, giáo hóa chúng sinh, hướng dẫn chúng sinh tu học trí huệ chân chánh. Nếu dùng sức dũng mãnh tinh cần, được nhiều tam muội thấy nhiều Phật, trăm ngàn ước số na do tha, nguyện được tự tại lại hơn trên. Nếu như Bồ Tát dùng sức dũng mãnh tinh tấn của Ngài thì lập tức sẽ đắc được rất nhiều sức thần thông tam muội, đồng thời cũng thấy được vô lượng số chư Phật, trăm ngàn ước na do tha các đức Phật. Nếu như dùng nguyện lực của Ngài tự tại thị hiện thì nhiều hơn số một vừa nói ở trên. Đây là Bồ Tát viễn hành địa, phương tiện trí huệ thanh tịnh đạo, tất cả thế gian trời và người thanh văn độc giác không biết được. Những gì vừa nói ở trên là Bồ Tát tu học viễn hành địa, pháp môn địa thứ 7 trong thập địa. Ngài đắc được trí huệ phương tiện vô ngại, Phật đạo thanh tịnh là điều mà người thế gian và chư thiên cùng với hàng nhị thừa thanh văn duyên giác đều không thể nào biết được cảnh giới này. Hết tập 15.